các bạn. Sáng nay mình đến cái chùa có cái tên gọi là Bung On Sa các bạn. Mình đến cái chùa này đi khá xa nha, mình đi qua tiếng hồ, đi subway. Từ khách sạn mình ở bên Seoul, mình đi qua thành phố này. Và cái show bây giờ mình sẽ vô tham quan cái chùa. Thì ngoài chùa có hai tượng voi này các bạn. Cái chùa này cũng là một trong những điểm du lịch khá nổi tiếng bên Hàn Quốc các bạn. Khi các bạn đến đây chơi. Wow. Thì cổng kiến trúc cũng giống trong cái cung vua. Cái màu xanh. Màu xanh, màu tím. Ngồi đây có tượng Phật Thích Ca ngồi đây nè. Hôm nay chủ nhật chắc có lễ cho nên mình nghe tiếng cầu nguyện. Thì bên cạnh cái cửa mới vô các bạn có mấy cái tượng hộ pháp nè. Ông này cầm con cái kiếm nè. Còn ông này cầm con rồng con nè. Trên tay thì có cái cục hỏa, một cục lửa. Và bên đây nữa các bạn, qua cái cửa nè. Cửa có hai hình tượng hộ pháp nữa. Ở bên đây thì có một tượng ngài cầm cái tháp trên tay và cái đao ha. Còn đây có một vị cầm cái đàn. Ngay chỗ cái cổng vừa vô. Rồi bên đây mình thấy có tượng Phật Di Lặc nè. Ngồi trên cái hồ nước nữa. Tượng Phật Di Lặc này cũng nhỏ thôi. Người ta thấy tiền cắt cho trong đó nữa nè. Để mình thấy thêm vô cái ly của ngài không nha. Một xíu nữa. Đang là ngồi. Thêm một cách nữa. Thôi không, một quá rồi. Thôi ngày hôm cho mình không được may mắn. Hôm nay chủ nhật đang có lễ. Ngày mấy sư đang tụng kinh nè. Wow, bên này có mấy cái miếng bò. Mấy cái mộ nè các bạn, cái bia nữa nè. Con rùa đang cởi cái bia. Và cái tên chùa này có cái tên là Bung On Sa nha các bạn. Mình sẽ để xin cái tên màn ảnh xuống cho các bạn xem. Để biết nếu mà các bạn muốn đi tham quan. Mấy sư đang tụng kinh. Đây có cái cổng. Ở đây thì giống nhà kho, người ta để đồ khá nhiều. Mấy tượng đàn cầy nè các bạn, tượng Phật đồ. Mình có thể tính cái đàn cầy 5.000 won để mình đốt trong chùa. Rồi mình có thể mua gạo, mua đàn cầy để cho cúng chùa.
ta đã tự giác nha, mình tự lấy thôi, không mình không có ai lấy thu tiền mình hết. Chùa thì khá nhiều những cái chánh điện để cho mình ngồi tụng kinh. Giờ bật mấy người đang ngồi tụng kinh. Mình sẽ vô trong thử vào trong được không? Cái chùa này là cái tên Bon Ung Sa, thuộc về thành phố Giang Nam nha các bạn. Mình đi một tiếng đồng hồ metro từ bên khách sạn ở bên Seoul để mới qua được cái chùa này. Bây giờ mình đi tham quan ở ngoài công viên của chùa, thì trong chùa đang làm lễ. Ở đây này các bạn có cái chuông trống lớn quá trời luôn. Cái chuông nè, cái trống nè, có cái chẽn nè.
có hình con cá mà cá rồng á, cá chép rồng. Ừ. Ở đây mình thấy có cái giếng nước nè. Đây có cái giếng nước mà người ta không cho mình uống nha, người ta để bạn chỉ mình không được uống cái nước này. Có đây có hình sư tử hay là trẻ gì đó các bạn, ngồi phun nước. Ở đây mình thấy có cái chuông nữa nè các bạn. Chuông này chuông cổ này, khóa lại này. Chùa mái ngói bằng gạch, gạch đen xám, có nét giống của người Nhật các bạn. Nhưng mà mấy cái đèn thì hoa văn giống của người Trung Hoa nữa. Công viên chùa khá lớn. Trên này có tượng Phật đó. Thích Ca đứng lớn cao quá trời luôn. Đây các bạn, tượng Phật Thích Ca cao, đứng ngoài lộ thiên nè. Và dọc theo đây có mấy tượng Quan Âm. Mình có thể thỉnh mấy cái tượng nhỏ Thích Ca mình để lên dọc dọc theo chùa nữa nè các bạn, họ có để tên đó. Trên thì có mấy cái lồng đèn đỏ, xanh, hồng. Khá là nhiều tượng Phật Quan Âm. Những tượng nhỏ bên trong thì là Phật Thích Ca. Đây có ngài Mục Kiền Liên. Và dưới cái chân của Phật Thích Ca đứng thì có mấy cái vị hộ pháp ha. Thành thủ của những vị hộ pháp. Khá là nhiều cái chùa nhỏ nhỏ nha các bạn. Mỗi cái chùa mình đến á thấy cũng có người đốt nhang. Có người ta ngồi cầu nguyện nữa. Công viên chùa nằm cái vị thế đẹp đó các bạn. Đồi núi cao, có đồi nhiều. Xung quanh thì mấy cái nhà cao ốc, mấy cái tòa building. Ở đây nhiều những cái cây kiểng đẹp á. Wow. Đây nè các bạn, lên đây cái chùa này. Cái em chắc cũng mấy sư ở. Khá đẹp các bạn. Mình khó coi những cái kiến trúc này. Mấy cái căn bên đây nè các bạn, mình thấy hình như là mấy cái em á, mấy cái nơi nghỉ của mấy sư. Mấy cái nhà người ta không cho mình vô nha. Bên đây hay có cổng. Khá đẹp các bạn.
hay hay, có một cái gì thanh tịnh. Bên kia là cái mall các bạn, bên kia đường là cái mall siêu thị lớn nha, tí nữa mình sẽ qua đó ăn trưa. Xung quanh là thành phố khá nổi tiếng, khu này khu khá rẻ nha các bạn, Gangnam. Thành phố Gangnam này đó là thành phố khá rẻ của Hàn Quốc. Đây có cái lê này các bạn, có trái nè. Cái này cây apple ha, apple lê vậy. Mình thấy có trái nè. Sau khi do mình vô thăm viếng cái chùa bên cái đường các bạn, cái chùa đối diện với cái mall này á. Và cái mall này có tên là Starfield Core X Mall nha các bạn. Thì mình sau khi mình vô tham quan chùa thì mình ghé đây mình tham quan. Mình sẽ vô đây ăn trưa luôn. Cái mall này cũng khá lớn các bạn, rộng. Mình thấy cái diện tích lớn lắm trên cái bản đồ. Và mình đang ngồi cái công viên của mình đang ngồi sân của cái mall nè. Hôm nay trời khí hậu khá đẹp các bạn. Nhìn nắng gió mát 70 mấy độ. Ở đây mình thấy có cái thương hiệu của thằng PF Chang's của Mỹ nữa nè. Có con ngựa nè. Rồi giờ mình vô trong mall mình tham quan. Mình kiếm cái gì ăn nha. Rồi dọc đây mình thấy có cái nhà hàng nè, hôm nay có nhà hàng sushi nè. Rồi bên kia có trà sữa con cha. Có pizza nữa. Không biết mình ăn hôm nay ăn gì, để coi đi vòng vòng coi. Thì cái thành phố này đó, thành phố Gangnam hả? Của Korea các bạn. Cách thành phố Seoul một tiếng. Rồi đây có nhà hàng Nhật nữa. Mall này khá lớn. Nhiều nhiều trung tâm, nhiều cái cửa hàng ở đây. Rộng lắm các bạn. Mình thấy cái bản đồ mình thấy chóng mặt luôn đó. Quá rộng luôn. Khá là sạch, thấy cũng mới. Thì cái Gangnam này là thành phố khá giả của Korea nha các bạn. Dân giàu, dân khá giả ở đây nhiều. Wow, ở đây cái công nghệ đèn neon, đèn LED rất nhiều các bạn, người ta dùng để quảng cáo. Đi đâu cũng thấy mấy cái đèn neon này nhiều, mấy cái size bản hiệu. Bên đây cũng có Java Juice nữa nè. Cái khu này nó gọi là Gourmet Street. Khu ăn uống nha. Java Juice ở đây không có nè. Under Armour. Dọc đây mấy nhà hàng. Đây tiệm mì. Cafe de Lyon. Cafe của Pháp. Tìm bánh và cà phê. Này là khu gourmet mà, khu nhà hàng. Mall này làm khá đẹp các bạn, mấy cái chỗ cái chốt nó để mấy cái chén đĩa đâu. Ly Sài Gòn hả? Muốn ăn không? Đông quá trời luôn. Nhà hàng Việt Nam đây cũng có Ly Sài Gòn nè. Việt Nam cuisine. Bên Hàn Quốc thì cũng dễ kiếm đồ ăn Việt Nam nha các bạn. Người Việt qua đây cũng nhiều, có dâu qua đây làm. Có gỏi cuốn, có phở ha. Ít phở. Có cơm chiên, có bánh mì nữa. Cơm xào hải sản. Cuốn bò xào. Hả? Chưa có thèm được gì. Ừ. Có KFC nè. Còn mấy cái cột này là mấy cái đĩa các bạn. Mấy cái đĩa trang trí để trên cái cột.
trong. Hello các bạn, cho nên vô mình vô mall ăn trưa các bạn. Cái tiệm nó có tên là BB nha. Hai chữ BB. Mình order cái con bibimbap này. Cái này là thịt heo chiên các bạn. Và trong đây có cơm với rau ở dưới nằm dưới ha. Rồi cho mình cái nước sốt để mình chiên chan lên. Và ăn với kim chi ha. Còn bạn mình cũng ăn cái bibimbap thịt bò. Và mình ăn cái món thịt bò. Nghe mùi cá thắng thơm. Rồi, rồi mời các bạn chưa nghe. Trước khi ăn thì mình ăn mình trộn luôn. Mình thấy trong này có mayonnaise nè các bạn. Có sauce. Dạng dạng này là trứng ha, trứng và chất sợi. Với một ít salad. Có rong biển ha. Seaweed. Thì cái phần cơm này của mình nó là phần cơm này của mình là 11.000 won các bạn. Tức là nó là 10 đô ha. Cái này thịt heo sẽ chỉ chọn thôi. Cái sốt này giống tương tương phở mình ăn luôn mà thôi. Ở đây người Hàn Quốc ăn cơm khá là dẻo các bạn. Họ nấu hơi cho nước hơi nhiều sao mình thấy cơm nào nhà nào ăn cũng cơm nó dẻo quá. Cái gạo thì ngon thiệt, gạo trắng cơm ngon nhưng mà hơi dẻo. Không có mùi vị gì nhiều lắm. Ăn nó cũng đơn giản thôi. Nó khá thiên nhiên. Và nó không có tẩm ướp gia vị nhiều. Nên ăn xong thì mình sẽ mò mới tiếp các bạn này. Ở trong cái mò này các bạn có nguyên cái thư viện lớn luôn nè các bạn. Wow, đông quá trời luôn. Cái thư viện của Gangnam thành phố nè. Wow, nhìn lớn như sợ luôn. Quá trời sách thông tin từ các bạn. Trong đây có Starbucks nữa. Đã chứ sợ. Thư viện nằm ngay giữa lòng của cái mall luôn. Cái mall này lớn quá, đi không hết nha các bạn. Đây nè, mình có thể chỉ mang laptop, mang bài vở cho đây ngồi làm đọc sách, làm bài. Cái mall này cũng khá vui. Cũng là một trong những điểm du lịch lớn khi các bạn đến Korea tham quan. Đây có cái kiến trúc vòng tròn giống chiếc nhẫn. Nói chung thì thành phố Gangnam này đẹp các bạn. Đường xá sạch sẽ. Mình đang ở dưới trung tâm thành phố của họ nè. Hôm nay cuối tuần chắc có trên nhạc hội trường gì mình thấy trước mặt á. Họ đang dựng cái stage, cái khán đài trước mặt đang chơi nhạc. Nãy giờ mình vô dạo trong mall rồi, giờ mình ra ngồi tham quan thành phố. Khá lớn, đi mình nghĩ đi bộ không nổi. Dọc theo ngọn cái mò thì ta làm cái kiến trúc á. Ở đây trên này có hai cái bàn tay nữa. Có hai cái bàn tay không nhớ không? Của thằng cái điệu nhảy của thằng Gangnam Style.
Đó có hai bàn tay của thằng Gangnam Style nữa nè. Đã chặn rồi, không biết mình có vô đó chụp hình được không. Và người ta đang chơi nhạc lớn hết, mình không được quay được nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, xin hãy like, subscribe and share cùng với bạn bè nhé. Bye bye.